Chào tất cả anh em đến với kênh Bia Gaming. Thì hôm nay thì mình mới cắt tóc cho nên hơi ngáo, anh em thông cảm đừng có cười nha. Đặc biệt là ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho anh em một tin tức khá là hấp dẫn. Cũng như anh em cũng đã biết là hiện tại thì Tóc Chiến bên nhà phát hành Riot Games họ cũng chưa có một cái thông tin nào hay là một tin tức nào đem tới cho các game thủ, những fan mộ của Liên Minh Huyền Thoại bên bản mobile. Nhưng mà mới đây thì ngày hôm nay mình có cập nhật được một thông tin mới ở bên bản xác Play của nước ngoài. Đó là cái ngày cập nhật của họ cũng đã thay đổi. Cũng như là mình có lượm được một cái hình ảnh mà bên nội bộ họ có test thử. Video thì mình không lấy được nhưng mà có hình ảnh khá là sắc nét. Và đặc biệt là có một nhân viên bên Riot và họ đã có một số thông tin gọi là rò rỉ ở trên Twitter. Thì để cụ thể chi tiết hơn thì mình của anh em trong video này mình sẽ sâu lên những hình ảnh đó, cũng như là chúng ta sẽ lên Twitter để mà xem có thông tin gì đặc biệt trên đó hay là những CS Play ở bên nước ngoài nó có gì đặc biệt nha. Ok, chúng ta bắt đầu nha. Ok anh em, đây chính là cái giao diện bản CS Play bên nước ngoài. Thì nó cũng tương tự như bản Việt Nam thôi, nhưng có điều là người ta cập nhật nhiều hơn. Thì hôm trước mình cập nhật đến anh em là cái phiên bản cập nhật mới nhất là ngày 6 tháng 5. Nhưng mà hôm nay mình vào lại thì mình đã thấy cái ngày cập nhật cũng thay đổi. Đây, chi tiết hơn mình sẽ kéo xuống cho anh em cùng xem. Đó chính là ngày 11 tháng 5 năm 2020. Hôm trước thì ngày 6 tháng 5 và có 5 lượt tải. Nhưng mà hôm nay thì ngày cập nhật cũng đã thay đổi, cũng như là 5 lượt tải đó cũng đã bị xóa khỏi cái giao diện CS Play bên phiên bản nước ngoài nha anh em. Đây là server nước ngoài, còn bên Việt Nam thì vẫn chưa có một cái sự thay đổi nào. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu tích cực cho bên Riot Games, có lẽ họ sẽ reset lại trước khi mà đem từ game này ra thị trường đến với game thủ. Ok anh em, còn đây là một hình ảnh về Master Yi trong Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Thì đây là bên nhân viên Riot họ test bản beta này, họ có chụp hình đưa lên trên Twitter, nhưng mà ở đây thì mình giữ cái thông tin này cho nên mình cũng sẽ không tiết lộ vì nó cũng không hay. Thì là anh em có thể thấy là bức tranh này nó không có full, nhưng mà ở đây chúng ta cũng có thể thấy được cái giao diện game này nó như thế nào. Đây là Master Yi đang đánh Blue. Nhìn sơ qua thì cái bãi quái Blue này khá giống với phiên bản PC chúng ta chơi, có bụi cỏ gần đó và cũng như có Blue hình dạng nó cũng giống Master Yi, hình ảnh cũng không có gì quá khác. Và đặc biệt ở đây thì ở trên màn hình có một cái thanh máu của Blue, cũng như là sát thương của Blue gây ra hay là giáp của nó đang có trong người. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn giữ lại cái chức năng như tóc biến và đây Master Yi đi rừng. Nếu anh em nào mà thường mình test những cái bản beta của những cái tựa game trước á, những anh em nào mà đã từng mà xem những hình ảnh mà test beta của Call of Duty hay là những cái tựa game mà sắp ra như Tốc Chiến này á, thì anh em sẽ thấy được cái dòng chữ ở giữa màn hình, cái dòng chữ số đó. Đây chính là một cái dấu hiệu của những cái tựa game mà đang test beta. Ở đây có thể là cái mã của tựa game này hay là cái gì đó, nhưng mà hầu như là mình thấy á, khi mà một tựa game được đem ra test beta và những hình ảnh lộ ra thì những cái dòng chữ kiểu này thường có trên những hình ảnh của cái bản test beta đó. Thì ở đây cũng là một dấu hiệu tốt. Và ở đây thì anh em có thể thấy là ở trên Yi á có một con mắt đã được cắm. Ở đây thì con mắt nó không có to như trong phiên bản PC, nhưng mà nó nở ra một hai cái cành hoa và ba cái lá ở dưới, đó là chính là cái con mắt ở trong phiên bản này. Thì ở đây cũng là hé lộ được là chắc chắn game sẽ có mắt, cũng là tăng cái tính chiến thuật trong cái tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến mobile này. Còn ở đây là như anh em đang thấy là đây chính là Twitter là cái ad của mình. Thì mình đã vào trong cái tài khoản của cái cô này là cô Tristina Normal Luck, là co-founder của Elodie Game và cũng chính là nhà thiết kế của game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Ở đây thì anh em nào biết đọc tiếng Anh thì có thể thấy cô ấy cũng là người thiết kế cũng như là lên bảng dạng như là chủ nhóm thiết kế bên phía đồ họa của Riot Game. Thì mới đây thì cô cũng đã cập nhật một thông tin ở trên cái Twitter của mình vì có khá nhiều người hỏi, cho nên cô cũng đã cập nhật một thông tin, đó là ở đây mình có thẻ team đây. Và cái ai mà biết tiếng Anh thì chắc chắn cũng không có xa lạ với những dòng chữ này, đó là đại khái ý nghĩa của dòng này là cái bản Will Reed là Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến thì nó đã hoàn thành,
Và bây giờ thì cô ấy chỉ đang là rất là mong chờ ngày nó ra. Cụ thể đây là mình sẽ dịch cho anh em cùng đọc nha. Đây, thế giới của tôi trên Willis đã hoàn tất và bây giờ tôi đang chờ đợi sự phấn khích để ra mắt như mọi người khác. Đó, đây là một cái dấu hiệu tích cực, được là 132 like và có khá nhiều người follow nha. Nick này có khá nhiều người follow thì anh em có thể vào để xác nhận lại thông tin này nha. Ok, video của mình hôm nay cũng kết thúc tại đây. Thì anh em nào quan tâm đến tốc chiến và đấu trường dân lý mobile có thể tham gia vào group để giao lưu cùng mọi người. Và đừng quên like cũng như subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất từ tốc chiến và đấu trường dân lý mobile nha. Cảm ơn và tạm biệt anh em.